về Đài Phát thanh Hà Giang. Pin Hồng Thường Điệp, mời Pin Hồng toàn nghe chương trình thời sự tổng hợp cầm tay của Đài Phát thanh Hà Giang vào đây. Khai cón chương trình vào đây để phân tin. Tôi làm phân tin mời Pin Hồng toàn nghe bọn khỏi lần bữa phóng sự. Phương Thiền, xã Bản Làng Báu, nhàng Khảm Pì Báu. Khăn hay mời Pin Hồng toàn nghe nội dung của cầm tin. Pin Hồng Thường Điệp văn xóa sốc bớn thóng, giữ hội trường cái tình ủy, ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã khai hội nghị ban chấp hành khai quáng phai thóng thiếp cáo khóa thiếp há. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh hết cốc giữ hội nghị. Nương đào lại việc cốc giữ hội nghị, lề lần mưa lại việc để hết đáy giữ hội nghị phai tài thiếp, ban chấp hành trung ương đảng khóa thiếp hết. Bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã lần thường là đại biểu dự hội nghị mưa lại việc để hết đáy, của hội nghị phai tài thiếp, ban chấp hành trung ương đảng khóa thiếp hết. Theo hàn từ văn sò hà bờ nết, thường văn thiếp thóng bờ nết vì đồng xuyên linh thiếp hà. Ban chấp hành trung ương đảng khóa thiếp mết, đã khai hội nghị bài tay thiếp, vài bàn thoàn lần qua lại dự thảo văn kiện, trình đại hội thiếp thóng của đảng. Hỏi ý kiến khẩu lại báo cáo đề án, vài bộ chính trị tờ náu hệt hà sóng, các lần trao bày khẩu hệt. Ở phiếu tín nhiệm đối ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, phụ cần hệt việc khảo bộ chính trị ban bí thư. Nhiệm kỳ thòng xuyên linh thiếp sóc, thòng xuyên linh thòng thiếp bết, cấp lại nhiệm kỳ bường ná. Bộ ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương cấp lại việc cải luồng tăng. Hội nghị đã lần mưa lại việc để hết đáy, cố nghị quyết đề hội thiếp bết của đảng, ban chấp hành trung ương đảng. Tăng đảng, tăng dân, tăng quân, đã cố gắng hết đầy lại việc cải luồng, bên tỷ ính về nước lươn phải khửn măn. Ban chấp hành trung ương đảng đã bàn thoản, lần mưa lại an khang đang nhiệm kỳ happy quá. Các lần lại việc tạt nước giúp hà pi bường ná. Hàn lê vẫn tạo hiện đầy mèo việc xây dựng đảng khắp hệ thống chính trị theo mắn. Âu thùng năng lực lãnh đạo lên chiến đấu quốc đảng. Khen hàn ban chấp hành trung ương đảng đã bàn thoản hỏi ý kiến mưa dự thảo báo cáo. Lần mưa lại việc đáy hết đáy đa kinh tế xã hội hà pi. Từ pi đòn xuyên linh thiếp hết thường pi đòn xuyên linh thiếp há. Các việc hệ kinh tế xã hội hà pi. Thòn xuyên linh thiếp sốc, thòn xuyên linh thòn thiếp. Báo cáo coi mưa tháng thiết bị tôi mau. Đề án nội bay cán bộ công chức viên chức. Đề án quy hoạch cấp khai quảng quản lý báo chí tăng nước. Thường bị thòng xuyên linh thòng thiếp hà. Cùng giúp hội nghị bài tế thiếp, ban chấp hành trung ương đảng khóa thiếp mết, đã áo phiếu tín nhiệm đời lại cần lệ ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, vụ cần hết việc khảo bộ chính trị ban bí thư, nhiệm kỳ thòng xuyên linh thiếp sốc, thòng xuyên linh thòng thiếp mết, các lá nhiệm kỳ bường ná. Bộ phết ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa thiếp hết. Ban thoàn báo cáo kiểm tra ba lãnh đạo chỉ đạo quốc bộ chính trị ban bí thư đào pi thò xuyên linh thiếp thí. Tơ lắng bí thư tỉnh ủy Triệu Tài Vinh lần mưa lại việc để hết đáy của hội nghị bài tài thiếp. Ban chấp hành trung ương đảng khóa thiếp hết. Hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh Hà Giang bài thóng thiếp cáo. Đã bài khảo lần cận hết việc khảo ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa thiếp dốc. Nhiệm kỳ thò xuyên linh thiếp hà thò xuyên linh thòng thiếp. Tiếp hẳn ban chấp hành đảng bộ tỉnh đã bày khảo họp về kiểm điểm tập thể lai cần, đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên công phí, lòng kế hoạch số 3 nướng chết thiếp hả, văn sổ ếch bướn thiếp mết vì đó xuyên linh thiếp thí của ban thường vụ tỉnh ủy. Lãnh đạo lai tỉnh phải coi việc tà giác tà khò lệ việc chính trị. Ở kết quả của việc này, phải hệt tiêu chí đánh giá mưu về hệt thưởng việc đề giáo của cán bộ. Hành này cầm báo giữa hội nghị trực tuyến toàn quốc mưa việc tà giác tà khổ bị thòng xuyên tiếp thí, cấp lên báo mưa việc hạch cúp bị thòng xuyên tiếp hạ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng. Bao giờ nhân bị Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, cốc văn chỉ đạo Trung ương mưa tà giác tà khổ vận. Dự hội nghị rút điểm câu Hà Giang, mì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Bình Tiến, đại diện đại ngành thành viên ban chỉ đạo tà giác sau việc hạch các báo nghề của tỉnh. Đại lại bị quá, hệ thống chính sách, chương trình tà giác tà khổ, văn căn đại hạch đại bạc, hư cân dân khổ, tiếp cận để đo mới là chính sách hứa của nhà nước. Mi là chính sách đã phải khảo tơi thổng công văn của cần dần. Một chính sách hứa cân khỏ, mưa khảm gia bệnh, mưa học thư, mưa đình rú, lươn rú. Chính sách linh ngân, cấp báo nghề, pi thông xin thiếp thí, tăng lai ngân, vài hẹt việc tả sắc tả khỏ đã cá nước, áng thường tham thiết thí xin tỷ ngân. Đang hẳn ngân sách nhà nước hứa trực tiếp
hạ nhưng lươn khò, lươn mò khò, ti khò, lẻ hơn tham tiếp xin tỷ ngân. Ngân ơi lòng đầy lệ sở thí tỷ ngân, là chương trình tà giác tà khò, đại áo khỏng hạt đầy miạc, linh hoạt, chống hạ ăn ngay hạ cân dần, vài hạch kinh vài hơn. Thường bì thông xin tiếp thí, sư lươn khò đờ cá nước, nói từ phấn hân thần thòng phấn. Lần điều sư lươn khò rút lấy huyền khò, áng nói đầy hơn hạ phấn bổi bì. Từ thăm tiếp phết phấn, bì thông xin tiếp thàm, nòi lông nhà hơn thăm tiếp tham phấn, khẩu bì thông xin tiếp thí. Kết luận giúp hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Bình Tiến đã lần đề, tỉnh Hà Giang lên nương đã những tỉnh khó. Chí Long Hẳn, viết tà giác tà khó đế vừng, lên nương đã những việc hạch cốc của tỉnh. Bì thông xin tiếp thí, đã mi cầu xin chết bác lươn giúp đỡ tăng tỉnh, tà đại khổ giác. Nòi bè số lươn khó, lông nhà hơn thăm tiếp tham phấn. Lần điều số huyền khó theo nghị quyết thăm tiếp áo quốc tỉnh. Nói từ thăm tiếp cầu phấn, bị thông xin tiếp thăm, lông nhằng thăm tiếp thăm phấn, bị thông xin tiếp thí. Tỉnh Hà Giang cũng bị kiến nghị đến chính phủ, nên lên báo lại bộ ngành, coi óc lại chính sách mưa tà giác tà khò, tập trung giải quyết mưa tham việc, hạn nên mưa điên rú, mưa nằm kìn, mưa lươn rú. Áo khó hẹt những chính sách tà khò này, theo ba linh hoạt sáng tạo, hạp đến những toan mê thần, quốc tăng tình. Lần kết luận rút hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tân Dũng đã lên mưa những an toàn giang khàng để viết tà giác tà khò. Hành đề việc chính sách là nhận trùng chéo, trung cằn, do hẳn chấp lại ăn giác đã lúc ọc khỏng hẹt. Số lượng khò rút lại khuyên khò, tìm bình đồng cân dân tộc là nhận lại. Với ơi lòng nguồn lực là phải làm đời nhu cầu. Vì thông xin tiếp hạ, đến việc tàn ọc của cá nước để tập trung lên báo, nói bay để lên khò từ phấn hừng thành phấn hạ. Số lượng khò đã lại huyền thao tiếp A, nói từ tham thành thí phấn. Chính Long Hẳn, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo lai tỉnh phải coi việc tà giác tà khò là mục tiêu chính trị. Ông kết quả của việc này hẹt tiêu chí, vai quay việc hẹt thưởng, việc đề giáo của cán bộ. Tập trung hư hạ cân dân, được việc khai quảng, mưa đầm túc lấy lòng bảy mát, khai quảng đỉnh tội tùa. Giao đinh giao đông, hạ cân dân chăm coi. Gần đây hành, nay khai quảng mưa đỉnh túc đồng. Biên là chính sách mưa dư đồng, chăm coi đồng. Vẫn hẹt đại hà việc tiết kiệm mưa trì ngân, phải bố trí thêm ngân sách, đảm bảo hư hạng cân dân tà giác tà khỏ để vừng. Tòn hệt bày ơi lòng, chiêng vì cần khó cấp cân làm chất độc gia cám. Nở cho văn so sốc bướn thóng, hội trừ thập đỏ tình đã thân thám tăng qua chiếng, hở lại lươn khó rước xa phong quáng huyền vi xuyến. Dù ủy ban nhân dân xa phong quáng, hội trừ thập đỏ tình đã áo thóng thiếp hạ phân quà, mỗi phân quà tình ngốc ngân lệ thám phát xiến hở lại lươn khó rước xa. Qua tàng bài này dù lấy mi lấy, dòng mi lại ý nghĩa cải luống, hứa hào lại lươn khảo đầy tòn chiêng pi mát đầy miạc. Hứa hào pi nòng cơn dân cố gắng bay khứng đã kiến giúp khỏng văn. Này lê việc hiệt còn bí khu hội chữ thượng đỏ tỉnh Hà Giang mỗi bài chiêng mà bóng. Hảo hẳn bà coi thường đầy khu hội để xả đầy phân công hứa, lòng quyết định của bản thường vụ tỉnh ủy. Việc chúng lành hứa lươn khảo lê việc hiệt đầy miạc, hảo hẳn chào bà đầy hóa bà khát của dân tộc là cụ mỏ hào hàn trách nhiệm của mỗi cấp mỗi ngành các tầng xã hội phải hứa hào lại lươn khò đầy toàn chiêng luôn là cứ chỉ bị mắm mà thần lè bay vài mỗi cần mỗi ngành để bày tỏ mới trả chắc ơn đến những cần bị còng lươn chính sách quá này cũng đề bày phải động viên chia bén đến những cần bị hoàn cảnh khó khăn từ ý nghĩa hành chiêng bị mắng ớt mùi thong sen tiếp tí tiếng Hà Giang đã chống hơn tham tỷ ngân phải tham động viên là lươn chính sách nhưng lươn đối tượng xã hội. Theo tổng hợp của Sở Lao động Thương binh Xã hội, chiêng bị mắng ất mùi thông xin tiếp thí, tăng tình bị tham tiếp ất chừa, đại chủ tịch nước phát thư chúc thọ đại bác vi nâng, tham bác tham tiếp hà chừa, đại chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh tăng chiếm bưng thọ khảo tiếp bị. Cùng đại dịp trình bị mắng này, tăng tình bị thí xin thí bác số tiếp ất cần mi công đẩy tặng quà, đấy trị giá lè hà bác xin gần mùi xuất quà, tham tiếp tham đích nổi mi hoàn cảnh khó khăn đẩy tặng quà, mùi xuất quà lè chiều gần đằng. Một huyện thành phố mi hà đối tượng chính sách cần mi công tiêu biểu để lãnh đạo tỉnh thân thăm tăng quà một suất quà lễ chiều ngân đồng tăng lại giá trị của lễ phân quà áng hơn thăm tiền ngân để tăng đời dịp trình bị báo này khen đấy hành công pì lại tổ chức cá nhân là ngành phụ trách hư lấy xả chấp khó khăn cũng là thân thăm tham tăng quà chúc trình bị đồng đại xả một suất quà để phát bày lễ hờ hành chắc ơn và chỉ bén chống hư những lượng chính sách cần bị công hay những lươn mi hoàn cảnh khó khăn quán này cũng đề bà khích lệ động viên về lại lươn cố gắng hơn đợi tây thông quang văn
mi điều kiện toàn trình bề mái đầy lùm la hơn. Đào Pì Thọ Diện Linh Thép Thí, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Đồ Quốc Kín huyện Quản Bạ đã hết đầy lại việc phải coi vệ sinh an toàn đồ quốc kín. Lên cháu hào thiết thiếp cáo xuyên bày cần, ao rung ý thức coi giữ an toàn đồ quốc kín hợp thao giờ. Huyện đã ốc lại đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, đầy nứa cáo bác bay bè coi giúp lại tị hệt khai thử đồ quốc kín. Qua này đã hàn đẩy phép thiếp thỏng tì vi phạm, phẳng chút lại lòng đồ quốc kín thượng hàn dung, mò bén sứa nằm tướng, khen hàn vào đới quản lý thị trường, về kiểm tra hàn mi thiếp vụ vi phạm mưa đồ quốc kín, để tăng lại ngân nộp phạt lệ thiếp trở mướn. Đào bay các chiếng bí mơ thoáng diện linh thiếp hạ này, Ban Chỉ đạo Vệ sinh An toàn Đồ Quốc Kín huyện Quản Bạ vườn ta bầu đế chính quyền các vị nòng cơn sấn, hết đầy mẹ việc lần trao, kiểm tra, giám sát, việc quản lý nhà nước mưa an toàn đồ quốc kín. Còi mưa và an toàn quốc lại tị hiện đồ quốc kín, xử lý đầy đứa lại cần vi phạm. Dù đầy mẹ lại cách phải phòng chạy làm độc đồ quốc kín, nhất lệ bánh bắp bóc mốc. Về đề hàn lần trao mưa lại án mít đáy mưa đồ quốc kín mít hào sợ, hào pi nòng cơn dân đầy chắc lò. Qua mà xã Tân Bắc huyện Quảng Bình, ngáp khải óc bay thì đầm nà. Này lời nứng đã lại viên hệ toàn trông pi mắc của pi nòng cơn dân rút xả. Mà đới bay thì mi thiết thi cần thường từ chết thôn bán. Pi này bay thì đầm nà đầy khải óc rút tổng nà rút thôn lụ hạ, mi chết thôn đời xả mà thí. Mỗi đội thì mì mê nhìn nứng, po chai nứng, để thừa khoát dân tộc quốc là, lại cần mà thì bên bền tham phân thí. Mê nhìn thì đầm nà, po chai thì đầm nà, mê nhìn các po chai bỏ căn đắm. Mỗi bài thì đào thẳng thiết phút, ban giám khảo sẽ chấm điểm lông kỹ thuật, mỏ đầm đò kíp, đầm năn, đầm men, các đầm để lái. Này lê hội thì đồng viên pin nồng cơn dân cố gắng hiệu kín, góp phần hệ đề mẹ việc thật ốc mưa kinh tế xã hội bị họ diện linh thiếp hà. Thường bài thi này, ban tổ chức đã áo giải TS hào po chai thôn năm khẩm, mê nhìn thôn nà thó, tôi nhìn chai thôn lũ thường. Phần thưởng hào cần để giải TS lê hà nào khôn đàm. Pì nòng thương điếp, trường pì mát họ diện linh thiếp hà mò mà piong. Bài này dù lê cần hào thường đời thi huyền, quản bà, yên minh, đồng vạn mẹ vạc, sẽ hẳn trước mài biết tao giúp nửa phía. Mỹ rằng giúp việc góp phần khai quán du lịch, nó mẹ tao khẩn này cùng ở mà ngân thu họ lại lươn dân giúp cao nguyên phía. Theo pi nồng cơn dân giúp này hỏi chắc, pi này phà dền lem, sóng Mỹ băng thẳng nó mẹ tao phong biết. Mỹ thêm bươn nhuận nứng, chỉ lòng hẳn biết tao giúp cao nguyên phía pi này phong mến hơn pi con. Vào đời việc biết mơ chẳng coi nó biết tao, khăn này lại lươn đã hàm khá khải hở cần bê la linh, để ngân khai tự hà thiếp thường thong phát diễn mồi khá, cùng áo mà ngân thù lại hở cần dân giúp này. Đào lước phòng viên về hệt việc giúp lại xa của huyền quản bà, mỏ cán tỷ, đồng hà quyết tiến, hàn vẻ đo đầy trời ái của cần thử tăng nó biết tạo, lại lươn đã tạo tăng nó khải hở cần bê la linh, để ngân khai tự hà phát diễn thường thong chiều mướn. Việc này mít điều phả bê cảnh quan đề miạc, mà nhằm vừa đời chủ trương khuất tình đã việc lên cháu vì nồng cơn dân phước mơ chăm coi nó mẹ tao giúp cao nguyên phá. Chính lòng hẳn bảo đời việc lên cháu ơi lòng cơn dân, mi để tao tặng nó mẹ tao về khái, cũng phải mi chính sách hứa vì nồng cơn dân phước nó mẹ tao, hệ cảnh ơi lòng cơn bê la lìn thương đời cao nguyên phá. Vạn sỏ hà bươn thóng, công an huyện Yên Minh nhận đầy các lần của con dân, mưa lục xuân bắc ó bị xuyên nướng cỏ bác cỏ thiếp chết, giúp thôn Na Hào xã Hữu Vinh huyện Yên Minh, lê học sinh lớp tiếp thóng, trường trung học phổ thông thị trấn Yên Minh, đang thuê cho giúp thôn Pò Mú thị trấn Yên Minh, cơn này đang dư phảo hết giúp đào tì du. Tốt lắng nhận đầy cầm lớn quốc cân dẫn, công an huyện Yên Minh đã làm bác thắng vài điều tra hết lò. Qua điều tra, bác đã nhận tăng lại việc dư phảo hết cô lạ, các báo nộp thóng thiếp thí cần phảo hết. Khăn này, công an huyện Yên Minh vẫn tao điều tra hệ lọ, phải xử lý lòng quy định. Đất nước Yên Minh đời đời nhớ tên người sống mãi với nó. Pì nòng thương điếc, mơ pì nòng toàn nghe bếp cam cháo của bao hồn lúc khẩn thảm hà sáng, vàn thảo dốc bươn tham pì xin nướng cảo bác xót hết bếp. Tô con tặng lại dân tộc phải đoàn kết, hứa cắn mò pì nòng đào lườn.
Tây thóng phải cố gắng hệ kín, khắp chắp giám xót phải tăng lại cần đầy nung un kín im. Tây thám ai hệ kín đầy thù lại phải mì đò nằm, lại khun, khắp tôi mau đồ cua hệt lấy nà. Tây thi phải khay quáng liềng mò, vải, liềng mố, này lên nguồn lời cải luống tà mì khun tha hảo lấy nà. Tây há phải còi thần còi dù đồng khắp lúc mày kín mát các mày hệt giá. Tài sốc phải dư cần thở thở giờ, phải mì hôm lèn lại phải kín thở, nung thử khoa thở, rút thở, mì hôm lèn chứng hệ kín đầy miệng. Tài chết phải cố gắng tám mô chữ, phải chắc đọc, chắc viết, lại chứng hệ kín với khuẩn đấy. Tài bét, kín giúp cú bì nồng cơn dân phụ thùng nhận lại khó khăn, phải óc lanh hứa bì nồng cơn dân phụ thùng lại hơn. Đời cán bộ, đảng viên, các đoàn viên phải củng cố đầy nha chi bộ các chi đoàn, khai quáng đảng các đoàn, cán bộ đảng viên các đoàn viên phục vụ pì nòng cơn dân hạ đầy nhạc, tận lợi ích của pì nòng cơn dân khẩn tốt con, phải về con đã đoàn kết dân tộc, đã học thứ các hệ kín, phải chay tham ô tham nhũng lãng phí quản liêu các mệnh lệnh. Pin Hồng thường điếp, mời Pin Hồng toàn nghe tiếp bọn khỏi lần mưa phóng sự. Phương tiền xả bản làng bá, nhang khẩu pì bá. Lê Nương đã những xả tốt có nhất, hết thường tăng cá tiếp cầu tiêu chí, mưa bản làng bá, đợi pì thòng xin tiếp tí. Tơi thòng của Pin Hồng cân dân chút đợi xả Phương tiền thành phố Hà Giang, Văn Cang, bay khẩn đầy bạc hơn. Toàn trình pì bá, đang bù chính quyền, Pin Hồng lên dân tộc xả Phương tiền thành phố Hà Giang, mò lùm la hơn, chút những khả tăng bài mà bê tông lồng quảng, nhưng lươn rú bá đây mạc cấp thời giờ. Trang trại của hợp tác xã theo mô hình nhóm sở thích giúp sản phương tiện thành phố Hà Giang đang đa những văn chuẩn bị mưa lầy long hàng về khai đời dịp trình pì bá thòng xin tiếp hạ. Khăn đây trang trại áng bị sở xin nâng tu cái cấp hơn chất tiếp tu mùa nửa khen đấy hẳn tổ hợp tác cùng lên đơn đã lại trang trại mở rút hết. Ké Nguyễn Văn Sên chủ nhiệm hợp tác xã đã lần hàng bữa đất quá bà hợp tác xã đã khai số tiếp tu mù cấp hàng bồ cái. Nhăng hết thì thân này, đa nhăng khẩu phụ cuối, tốc lặng bườn thí sẽ bần củ. Mưa nhu cầu thực phẩm đợi dịp trình pì bá, lai khẩn, thì những cân đã tổ hợp tác, phải báo can cố gắng hơn, chăm có đoàn bù, đoàn cái, rút hết. Vài mùi lươn đã tổ hợp tác, mi thêm ngân thù, toàn trình pì bá. Đến ngân thù con pì chống mặt đầy hơn thăm bắc chiều, trung bình bùi cân đã tổ hợp tác, chống đầy từ thong thần thăm chiều gần bồi bườn. Việc óc lai tổ hợp tác cùng mò là nhóm lươn mì trùng sở thích mưa liền mù liền cái phúc hết đâm phúc phù đồng rút lại thôn bản đà chấm óc lại lòng hàng khải có góp phần chấm mai ngân thụ đàng trầm hở cân dần nên lên nương đã những kết quả đang lần giúp phương tiện lúc hết thuyền để tiếp cầu tiêu chí mười hạt bản làng bá cấp đầy công nhân lệ bản làng bá đợt pì thòng xin tiếp thí ké Nguyễn Văn Sên chủ nhiệm hợp tác xã sạp phương tiện thành phố Hà Giang lần hết chủ trương cút đảng cút nhà nước mưa hết bản làng bá thì đời thong tham pi này tay ất nên nhận thức của cân dân đã thông khẩn đò làng tay thong nè ngân thù của cân dân chấm ma cũng đẩy lại hơn đời dịp trình pi bá này pin hồng luôn la lầm vì lệ bản làng bi điền mi tăng cải bài ba mi trường học mi chăm xá mi lươn bài nọc thời giờ hà nà của bản làng văn càng tối báo bài khẩn rút xả phương tiện khăn này khâu những văn chờ cân dân thân chờ luôn là mi lại lòng hàng đầy khai thử hay tối càn tăng cá lại bản làng nhưng kha tăng bay mà đành hết bần tăng bê tông lươn rú đầy biên bá thả ra hơn thôn phác mai cành cùng đầy bạc lươn văn hóa rút lại thôn bản ti sinh hoạt cúp pi nòng cân dân chứ lúc giờ lệ đoàn hàng hơn khăn này điện lưới quốc gia cũng đã khân thân mỗi lươn dần mỗi bản làng trường học trạm y tế để đầu tư biên bá các bi đo lại đồ cố phục vụ việc khám giả bệnh tốc lăng hết thưởng chương trình mục tiêu quốc gia bản làng bá cân dân rút ra phương tiện càng hân luôn là mưa bườn trình pì bá đo kinh hạnh phúc hơn. Bà Nguyễn Thị Nhìn thôn Lâm Đông xã Phương Tiền thành phố Hà Giang lần đấy công nhân bản làng bá thì pin đồng đơ thôn càng cố gắng thì càng hạnh kinh hơn để đảng nhà nước quay thân lần báo cân dân cách đâm phúc cách liền bù liền cái theo làm khoa học kỹ thuật phải hứa lươn là mới đẩy tơi thồng đầy mạc hơn con chỉ lông hành cân dân hành trong lầm ké Nguyễn Văn Quỷ thôn Tiến Thắng xã Phương Tiền thành phố Hà Giang lần
phải lân lè ông còn hết bản làng báu thì tơi thổng cũng cân dần đã mới lại chuyên tối hơn con lai lươn khò đài hưa vài hết kinh tà xác tà khò lai lươn đã bị cố kinh cố vậy minh hân vậy thử xem máy bài mà thứ này đầy đồ cố vậy dùng con văn đài lươn tốt con có ao khẩu hết chương trình một tiểu quốc gia bản làng báu vì thông xin tiếp ớt xa phương tiền ngắm hết thưởng để tham tiêu chí tơi thổng cũng phấn lai cân dần nhất là pin hồng cân dân tộc nhằng chập lại khó khăn cơ sở hạ tầng nhằng thiểu mưa đau lòng đời thí bị chương trình mục tiêu quốc gia bản làng báu mò tiếp thêm len vai hờ xả mì chuyến tối bày khẩn tăng diện mông tàu chẳng tàng đảo quá đã mi lại bài học kinh nghiệm để chống óc đợi lúc ao còn hẹt chương trình bản làng báu hành đề ba quyết tâm ba cố gắng đoàn kết ơi lòng tăng cá hệ thống chính trị vào đấy cân dần vai ao cáo hẹt hành đề việc lân báo đầy miạc bằng những cách táng cành tập trung lân báo cân dần hết đầy hà một chuyến tối phe lòng bảy phút tua liền khi đấy hành lại khai quảng bờ đình đầm phút năm phút thêm vụ liên kết đến doanh nghiệp vay hứa mưa khốn mưa phè các bị tư thử tăng cá những cua cái cúc cần dần hẹn óc ké Mạc Văn Tấn phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Phương Thiền thành phố Hà Giang lần hết thường để tiếp cầu được tiếp cầu tiêu chí cấp để công nhân lên bản làng báu thì cần dần nôm la lầm cấp cân dân cũng đã chắc lò hết bản làng báu sẽ chống ma tơi thổng đầy ba hơn hở là một linh tôi tùa chuyến tối mưa long phèm bảy phút tu liền vay chống bằng ngân thu hở là để lại hơn quán này có phần hắn hợi tơi thổng cút là thêm đầy mẹ hơn. Hợp thân này, ngân thù chống bà đầy áng thiêu hua cân, đã lai khẩn lò làng. Áng mùi cân đầy hơn thong tiếp ất chiều, đào bì. Lai khẩn hơn tiếp tham chiều, sau đầy bì thong xì linh tiếp. Số lươn khỏ nòi lòng, nhang hơn phấn sốc. Nòi bay đầy thong bác, cầu tiếp chất lươn, sau đầy bì thong xì linh tiếp. Hà nà cút lai thôn bàn, đã mi tối máu. Nhận thức, ý thức của cấp ủy chính quyền, đoàn thể, cùng bảo bức bình đồng cân dân. Mưa hạt tiêu chí bản làng báu đã bị lại chuyển biến góp phần đàng trầm khâu phá bê khẩn bước kinh tế xã hội của đời xã cơ sở hạ tầng kỹ thuật công trình phúc lợi đã cấp đang để hưởng ngân phải hết đầy bạc tơi thổng bộ vật chất văn hóa tinh thần của cân dân văn càng thông khẩn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội để giữ vững hệ thống chính trị cơ sở văn càng thờ vững hạt bản làm báu để tiếp cầu tiêu chí cơ bản đã đạt hết thường càng chống hà nhưng việc đang trong cài luôn hơn cũng tăng đảng bộ chính quyền cấp pin đồng lai dân tộc chút xả phương tiện đời những việc đang trong hẳn việc dư cấp bê thân hết thường để lại tiêu chí hơn cũng đã tạt óc những thách thức bí nổi để cấp ủy chính quyền cùng một pin đồng lai dân tộc chút xả phương tiện thành phố Hà Giang ké Lê Chí Chất bí thư đảng ủy xã Phương Tiện thành phố Hà Giang lần xa đã tạt óc lai giải pháp phải vẫn lên báo cân dần hết đầy hà buổi chuyên tối cánh hành kinh tập trung hành kinh theo ba hạt óc hàng khai một đám phúc liên tôi tùa phải quay khảo những an toàn bi thẳng cút là phải áo khảo hẹt vẫn áo thung hiệu quả việc lân báo các hệ thống chính trị từ xã thành lại thôn bản thành cân dần vậy cân dần chắc lũ chắc đầy lâm cấp toàn hẹt đầy hà mưa lại việc hẹt mưa bản làng báu cấp tham gia đầy bạc mưa lại việc hẹt quốc chương trình bản làng báu đấy cơ sở cân dần lẻ hẹt chúa quốc chương trình cấp phát huy thường để an đang bi thẳng của cân dần đời xã phải hoàn thiện cấp áo thung hơn lại tiêu chí hẹt bản làng báu rút xã phương tiện bươn trình pin báo rút sạp phương tiện thành phố Hà Giang khăn này đã bị lại tuôn bão hơn con giá bươn trình này pin hồng đại dân tộc sạp phương tiện mò luôn la hơn phấn chấn hơn lúc kha tàng bày bà giúp bản làng đầy hết bằng kha tàng bê tông bày bà lộn quảng thang dài mi thêm đai lươn ta đầy khó rác mùi bản làng mi những kha tàng bày bà lộn quảng đính nổi bày học thon thư đầy đầy mạc đếp phương tiện nâng được tham xã tốt có nhất quốc tình đầy chuẩn bản làng báu hành đề bằng quạt quan trọng bài tối bài ha nà cũng bản làng mi lại pin nòng cân dân tộc này bọn khỏi cùng han đầy bươn trình pin báu này rút sạp phương tiện nhưng khả tăng bài mặt bê tông quang hơn nhưng lươn rú để pin lại thơ ra hơn uốn hơn gấp luôm la hơn thêm chim văn này bởi pin nòng toàn nghe phần thanh còi trọng quyết trình bài then chữ ơn đảng Bác Hồ do trải táng tạt cầm chứ
đỡ thêm mãi mãi chữ Bác Hồ chữ Đảng xin pi. Ơn bàn tay đông luồng bé quảng khâu phía thêm mắn mày buốt bự. Tới gần đây cầm nơ đó im mời. Mì điên lùng khúc tính lượn thi, mì đài tính cầm thơ lo lắng. Anh nòng mì bút xét quầy son, ơi á hành thầy cô nòng ý ơi. Bàng quầy quầy bong lan đĩa thương, chữ Bác văn mà dưỡng trên cuối. Bóng Bác vẫn nhằng du chơ cỏ, khóp đông phủ Việt Bắc quay đỏ. Phủ Việt Bắc ăn ắc buốt hiệu, lại mày mắc phong hòm lại lắm mời. Cần cần chữ trường chắp áo thề, thề mày mắc thêm pịa mưa nà hơi. Văn xuân thêm rung ràng thi phuông, bao sao nềm tàng luống khua khước ơi. Chúc mừng văn hội xuân Long Tùng, chữ ơn Đảng ơn Bác xin kỳ. Túp then trình bày Chương Đây Hạnh Phúc do Kim Hoa thật cầm. Tell.
Pin Hồng Thường Điếp, chương trình thời sự tổng hợp cam tay của Đài Phát thanh Hà Giang phần này. Mì phát thanh viên Hoàng Huy, Kim Thị, kỹ thuật viên Bích Huệ hẹt thằng này lè lèo. Bên máy Pin Hồng đã toàn nghe chương trình Thường Điếp.